Những ngày gần đây, từ 7 giờ đến 11 giờ hàng ngày tại văn phòng ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, rất đông người dân đến để nhận những thực phẩm cần thiết cho bữa ăn hàng ngày của mình. Đây là điểm trực tiếp nhận và tặng thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do Hội Liên hiệp Thanh niên xã Long Thới, huyện Nhà Bè phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức thực hiện. Gạo, mì tôm, trứng, rau củ, những món đồ tuy bình thường nhưng lại trở nên vô cùng ý nghĩa với nhiều người khó khăn trong thời gian cách ly toàn xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Chăm chút cho bữa ăn người nghèo, các bạn đã chuẩn bị sẵn từng bịch gạo vừa đủ nấu trong ngày. Rau củ, quả được chia thành từng phần cẩn thận. Mì tôm được xếp ngay ngắn trên kệ, mỗi người đến chọn một phần theo nhu cầu của mình. Tại vì ở quê lên đi làm á, rồi cái mùa dịch này cái nghỉ không có làm được, quê ở An Giang, rồi thành ra có này cũng đỡ. Hoạt động về điểm tặng và tiếp nhận thực phẩm hàng ngày của chúng tôi thì được bắt đầu mở để thực hiện mô hình này là từ ngày 11 tháng 4 đến thời điểm bây giờ. Thì hiện tại là chúng tôi tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ các đơn vị cũng như là vận động rồi người dân trên địa bàn xã Long Thới hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều. Trung bình hàng ngày chúng tôi tặng là từ 7 giờ cho tới 11 giờ. Mà nếu như sau 11 giờ mà các cô chú hoặc là các anh chị có hoàn cảnh khó khăn đến nhận thì chúng tôi vẫn sẽ tặng, nhưng mà không có mở ra để tận tập trung nữa. Thì trung bình tới thời điểm bây giờ thì mỗi ngày là sẽ tặng là khoảng 400 phần quà như vậy. Riêng cái ngày Chủ nhật là lượng đông hơn, số lượng nhiều hơn thì tặng có thể là lên từ 500 tới 600 phần. Về cái quy định phòng chống dịch đó là ở đây chúng tôi là đảm bảo cái chuyện là dăng các dây cũng như cái ghế là chúng tôi chuẩn bị sẵn là mỗi ghế cách nhau 2 mét. Chuẩn bị cái nước rửa tay khô và có đặt các băng rôn khẩu ngữ và có lo tuyên truyền người dân là khi đến nơi là phải đảm bảo là đeo khẩu trang, cách nhau đúng 2 mét, tránh cái chuyện tập trung đông người. Cùng với đó, các bạn đoàn viên thanh niên tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè còn tự tay nấu những phần ăn đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày các bạn chuẩn bị 50 phần cơm để trao tận nhà cho cụ già lớn tuổi, người khuyết tật trên địa bàn xã, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, huyện đoàn Nhà Bè còn xây dựng 7 tuyến hẻm văn minh, nói không với dịch bệnh. Tại các tuyến hẻm này, đoàn viên thanh niên đã lắp đặt các bồn rửa tay thanh niên, niêm yết thông tin y tế, hàng tuần đều tổ chức phát tặng khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân, với quyết tâm cùng người dân địa phương giữ gìn tuyến hẻm không phát sinh dịch bệnh. Thì đến thời điểm này thì ban vụ quân đoàn cùng với hội liên thanh niên cũng đã triển khai cho các cơ sở tổ chức có hoạt động phòng chung tay phòng chống dịch, cụ thể như là các bạn thành lập các nhóm tình nguyện, các hội tình nguyện, thành lập các điểm phát chăm lo cho các người già khó khăn trên 60 tuổi. Cái thứ hai là các bạn nấu cơm để mà đến từng nhà phát miễn phí cho các hộ người già neo đơn trên toàn huyện Nhà Bè. Cái thứ ba là các bạn thành lập các điểm để đi đến các nhà trọ, xây dựng các nhà trọ và các tuyến hẻm cùng chung tay phòng chống dịch. Cũng trong tuần qua, đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 2.000 khẩu trang y tế, 40 chai nước rửa tay tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Bệnh viện Dã chiến Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh, tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay và phần quà nhu yếu phẩm cho 29 điểm trực cách ly của tổng công ty cho các đoàn viên, công nhân trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trong mùa dịch. Để có được những phần quà thiết thực như vậy, đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào mỗi đoàn viên 10 khẩu trang y tế, mỗi chi đoàn một chai nước rửa tay chung tay phòng chống dịch COVID-19. Chỉ trong vòng 4 ngày phát động đã nhận được hơn 6.000 khẩu trang y tế và gần 100 chai nước rửa tay do các bạn đoàn viên và người lao động tổng công ty tham gia đóng góp với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Hơn 360 bức tranh tái hiện lại những khoảnh khắc hoạt động đầy xúc động của các y bác sĩ, bộ đội, công an, tình nguyện viên đang ở tuyến đầu chống dịch đã được các bạn sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ sau 2 tuần phát động từ ngày 15 tháng 4 trong chương trình vẽ ký họa chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tất cả sản phẩm trên đều được lấy cảm hứng từ những hình ảnh thật về những người ở tuyến đầu chống dịch trong kho tài liệu ảnh của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một bà cụ 98 tuổi đã góp 1 ký gạo, 50 quả trứng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 của địa phương dù cuộc sống vô cùng khó khăn. Đó là một buổi lễ sinh nhật bất ngờ của các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai dành cho Huyền My khi cô bé vừa tròn 18 tuổi.
hay hình ảnh tiếp viên trưởng Lưu Phương Anh trên chuyến bay từ Frankfurt, Đức về Việt Nam ngày 10 tháng 3 đang dỗ dành em bé 2 tháng tuổi quấy khóc vì nhớ mẹ. Thì em mong muốn là mình góp được một cái phần nhỏ để tạo động lực cho các y bác sĩ ở cái khu cách ly, tại vì em thấy là họ đã âm thầm cống hiến cho chúng ta một cái gọi là nguồn lực rất là lớn, cũng như là họ đã cố gắng rất nhiều, cho nên là em nghĩ là mình nên có một cái phần gì đó trách nhiệm cũng như là một chút gì đó nhỏ nhoi để góp thêm động lực cho họ, để họ có thể cố gắng hơn và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ban đầu khi lên mạng thì em nhìn thấy một tấm hình là chụp những người bác sĩ đang nằm ngủ la liệt ở ngoài sảnh của bệnh viện. Thì em khi em vừa nhìn thấy bức hình đó, em rất là xúc động, tại vì em không nghĩ rằng là họ đã vì mình mà phải chiến đấu cơ cực như vậy, đến mức mà đến một nơi, đến một cái chỗ ngủ đàng hoàng họ cũng không có. Họ nhường hết tất cả những cái phòng bệnh, giường bệnh cho bệnh nhân. Từ đấy thì không còn lý do nữa, em cầm bút lên và em phác họa ra bức tranh này thôi. 360 bức tranh hoàn thành đã được các mạnh thường quân ủng hộ, hỗ trợ mỗi sản phẩm 100.000 đồng, đóng góp vào quỹ ủng hộ cùng cả nước phòng chống dịch. Và từ đó, các phần hỗ trợ kịp thời đã đến với rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố. Tại quận 12, chiếc máy ATM gạo do quận đoàn 12 phối hợp cùng các ban ngành trên địa bàn quận và công ty PH Silok, đơn vị sáng chế ATM gạo, đã chính thức hoạt động tại nhà thiếu nhi quận 12. Cây ATM gạo tại quận 12 được đặt tại khu vực liền kề khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, nơi có nhiều công nhân và người lao động nghèo sinh sống. Hoạt động liên tục từ 8 giờ sáng tới 18 giờ tối mỗi ngày, từ ngày 17 tháng 4 cho đến khi công bố hết dịch. Đối tượng để mà đến nhận gạo đó là những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già khuyết tật và những người bán vé số. Trong giai đoạn này thì cái việc mà chia sẻ những cái phần quà và đặc biệt là những cái nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trên địa bàn quận 12 được tuổi trẻ quận 12 luôn rất là quan tâm. Và đối với trong cái tình hình dịch bệnh này thì quận đoàn 12 cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các đơn vị, các nguồn lực để tiếp tục nhận gạo, để cây ATM gạo này tiếp tục hoạt động không chỉ là trong mùa dịch mà sau mùa dịch COVID-19 này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động để có thể phục vụ cho người dân trên địa bàn quận 12 được tốt hơn. Ghi nhận tại nhà thiếu nhi quận 12, từ sáng sớm cho đến tối đã có hơn 1.000 lượt người dân đến nhận gạo. Địa điểm nhận gạo được thiết kế thành các khu vực đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và các làn đường riêng cho từng người. Đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận đã đứng ra hướng dẫn, hỗ trợ để đảm bảo khoảng cách giữa những người đến nhận gạo. Mỗi người khi đến nhận sẽ được hỗ trợ 2 kg gạo cho một ngày, đi kèm các nhu yếu phẩm như mì gói, gia vị nếu thật sự có nhu cầu. Cảm giác mừng, vui khi được hỗ trợ cho gạo ăn, rất là vui. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 60 tấn gạo ủng hộ cho chương trình. Bên cạnh các phần hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị trên địa bàn quận, quận đoàn 12 cũng sẽ kêu gọi vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các chủ nhà trọ trên địa bàn hỗ trợ các nhu yếu phẩm, giảm giá tiền nhà trọ, giúp người nghèo, người bán vé số, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm trong mùa dịch COVID-19 có cuộc sống tốt hơn. Cũng trong tuần qua, tại khu lưu trú văn hóa số 24, 63A Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình thanh niên công nhân mất việc đợt này. Trong đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi mất việc, cả hai vợ chồng mất việc trong thời gian dài chưa tìm được việc làm mới. Dịp này có 8 gia đình thanh niên khó khăn được nhận hỗ trợ, mỗi phần hỗ trợ gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết với tổng giá trị hơn 2 triệu 500 ngàn đồng. Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố cũng khảo sát tiến hành trao tặng thêm 19 phần quà cho 19 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, trị giá mỗi phần quà 700.000 đồng và 275 phần quà gồm nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, nước tương, đường, cà tím, trị giá mỗi phần 300.000 đồng cho thanh niên công nhân khó khăn tại các khu lưu trú văn hóa trên địa bàn thành phố. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
tổ chức đoàn nói chung và tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã lan tỏa bao điều tốt đẹp, làm ấm lòng những hoàn cảnh còn khó khăn, thể hiện sự đồng hành, đồng lòng cùng thành phố, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định cuộc sống.